Cô ơi, làm ơn giúp đỡ tôi đi cô. Mẹ con tôi lỡ đường mà cô ơi. Bị gì? Dạ, mẹ con tôi từ phương xa tới đây, mà bây giờ mẹ con tôi không còn tiền nữa. Cô ơi, tôi năn nỉ tôi lại, cô giúp giùm mẹ con. Không lo được cho nó, đẻ nó ra làm gì? Cô ơi, tôi năn nỉ cô giúp đỡ giùm đi cô. Trời ơi, người gì đâu mà đẹp trai ngời ngời à, lại tuấn tú, đúng như người trong mộng mình hằng mơ ước. Chị ơi, chị bị sao vậy? Mẹ con tôi từ phương xa tới đây, đi ngang chợ bị mất hết tiền bạc rồi. Mà bây giờ không biết làm sao mẹ con tôi về quê nữa. Vậy chị đi tìm quán trọ nào ở tạm đi rồi tính. Chứ đến tối như vậy thì làm sao ngủ ngoài đường được. Tôi bây giờ không có tiền, làm sao mà ở trọ hả cô? Em á thì cũng không có tiền nữa. Thôi em có cái bánh này nè, chị cho nó ăn đỡ đi, chứ tội đứa bé quá. Chưa ăn gì hả chị? Dạ, sáng giờ mẹ con tôi chưa có gì trong bụng hết á. Chào cô, hãy cầm lấy số bạc này, tìm quán trọ tá túc qua đêm nha. Rồi sáng mai tìm ghe quay trở lại cố hương. Đừng bắt đứa bé ngồi giữa đường gió máy như vậy, dễ bệnh lắm. Cảm ơn công tử. Trời, sao công tử cho nhiều vậy? Cô cứ cầm lấy, mà mua thêm quần áo. Công tử thiệt là tốt bụng, xin nhận mẹ con tôi một lại này. Kìa cô à, đừng làm vậy, đứng lên đi mà. Dạ. Đây là chuyện ta nên làm, cô nên tranh thủ tìm chỗ nghỉ qua đêm nay. Dạ. Ta đi đây. Công tử là người tốt bụng, ông trời cho người xuống giúp mẹ con mình rồi đó con. Quý nhân đó là Lê công tử, nổi tiếng tốt bụng và thương người. Ủa vậy hả cô? Ừ. Người gì đâu á mà vừa tốt bụng lại tốt người nữa. Chắc là kiếp trước khéo tu nên kiếp này mới được như vậy. Ai mà làm vợ của công tử, chắc là người phụ nữ đó hạnh phúc lắm á. Là Thu Hạnh, tiểu thư nhà họ Đào chứ ai. Hai nhà đã đính ước từ trước, nay mai sẽ tiến hành hôn lễ. Thôi chỉ có tiền của công tử, tìm quán trọ nào tá túc đỡ qua đêm đi. Dạ, cảm ơn cô. Đi chị, em tìm cho chị quán trọ không có mắc tiền đâu. Mình đi con. Công tử họ Lê, thì ra chàng là công tử nhà họ Lê, vừa đẹp trai lại vừa hào phóng nữa. Thấy mẹ con nhà kia gặp hoạn nạn là cho cả bọc tiền mà không cần đắn đo. Đúng y chang như mẫu người mình mơ ước đây rồi. Mà chàng đã có hôn thê đính ước rồi sao? Thu Hạnh tiểu thư. Cô gái đó thiệt là tốt số, chắc là cũng sắc nước hương trời mà, lại là con nhà danh giá nữa mới ghê. Ông trời thật là bất công, người thì ăn không hết, kẻ thì lần không ra, lại còn là tiểu thư đài cát nữa chứ, còn được một tấm chồng như Lê công tử đây. Trời ơi, ta thật tò mò, muốn biết mặt tiểu thư Thu Hạnh ra làm sao, còn có đẹp không? Tiểu thư nhà họ Đào hả? Vậy là con gái của bà Đào phu nhân. Xưởng chiếu qua làng son. À. Nè nè, chạy thẳng à. Anh dạ. Kiểm tra kỹ mấy tấm chiếu dạ. Này nha. Ở dưới kia. Dạ dạ. À, rồi. Nè nè, chạy chạy đều ra. Dạ. Chạy ra giống vậy nè. Coi cái kia coi. Coi cho nó khô đi để kịp làm hàng giao cho người ta. Nè, để tôi phụ cho. Được rồi. Còn bên kia nữa. Dạ. Thì ra đây là Thu Hạnh tiểu thư đó hả? Xinh đẹp như trăng rằm vậy đó. Hèn chi
có đính ước với Lê công tử. Đúng là người trong mộng mới gặp người trong mộng. Phải tu mấy kiếp mới được như Thu Hạnh tiểu thư, được sánh duyên với Lê công tử, bên nhau trọn đời trọn kiếp. Lê công tử ơi, chàng ơi. Tôi thẳng ra. Cô quen ai cầm sướng này? Tôi, dạ tôi đâu có quen ai đâu. À, hình như là chúng ta đã gặp nhau rồi. Tôi là con gái của ông Chính với Ghe, Sơn Đông Mãi Võ, bán thuốc bổ á. À, ta nhớ rồi. Mà cô tìm ai trong xưởng chiếu của ta? Hả? Đâu có tìm ai đâu. Tôi vô tình đi lạc tới thôi. Tôi chỉ là vô tình đi lạc vô đây thôi. Vậy mà khi nãy tôi nghe cô lẩm bẩm gọi tên Thu Hạnh, ta tưởng cô quen Thu Hạnh, con gái của ta đó. Vậy hả? Ủa mà con gái của bà sao không có giống bà lắm ha? Ta là mẹ kế. À, thì ra là vậy. Mà có phải bà sai tía tôi làm chuyện gì đó đúng không? Tía cô nói vậy sao? Thì tôi đoán vậy đó. Bà là quế nhân, sẽ giúp tía tôi đổi đời nè. Tía tôi nói với tôi như vậy đó. Thì ra là vậy. Còn cô, cô có muốn đổi đời không? Muốn chứ. Bà có gì á, bà cứ gọi tôi, tôi làm tất cả mọi thứ được luôn á. Bà dọc tôi đúng không? Tôi xin phép bà tôi về. Thì ra người trong mộng của con nhỏ này là Lê công tử. Nó muốn được với con Thu Hạnh nhà này hả? Đĩa mà đòi đeo chân hạt, đúng là nực cười thiệt.